Julie xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội với sự bảo trợ của First Financial Security. Quý vị có những ngân quỹ hưu trí 401k, 403b muốn chuyển qua một chương trình an toàn, không sợ bị mất vốn lẫn lời và sẽ trở thành lương hưu trí trọn đời sau này, xin liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng qua số điện thoại là 714-331-4982, 714-331-4982. Và bây giờ thì Julie xin được trở lại với phần trò chuyện tâm tình với nữ ca sĩ Nga Mi gọi đến với chương trình với chúng ta từ Ohio. Nga Mi ơi, Nga Mi dạ, tiếp vâng. Lời. Thì em cũng muốn được gửi lời kêu gọi quý khán thính giả. Xin quý vị đến ủng hộ cho chương trình Xuân Kỳ Diệu của sân khấu nhỏ ngày 23 tháng 1 tại phòng sinh hoạt báo Người Việt. Em phải bay mãi tận từ Ohio, phải mất tới mười mấy tiếng lượng, phải bỏ học, phải bỏ làm để mà đến đây, để mà được đóng góp tiếng hát của mình cho quý vị. Thì em cũng rất là mong mỏi là sẽ được gặp rất là nhiều quý vị đến ủng hộ. Em xin cảm ơn quý vị và cũng xin cảm ơn chị Julie và cảm ơn sân khấu nhỏ đã cho em có cái cơ hội này để được trò chuyện cùng với quý vị, cho dù là nó rất là ngắn. Vâng, cảm ơn Nga Mi rất là nhiều và xin gặp lại Nga Mi vào ngày 23 tháng 1 tới đây nhé. Dạ, chúc Nga Mi tối nay ngủ thật là ngon nha. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại với hai khuôn mặt mà hiện đang có trong phòng game của chúng tôi là Ngọc Diệp và anh Đinh Trung Chính. Thì như chương trình lúc đầu thì quý vị cũng đã nghe Ngọc Diệp chia sẻ là đã góp mặt với chương trình đã được từ đầu, và từ đầu đến giờ Ngọc Diệp có thấy những cái thay đổi khác nào hơn, hoặc là những khuôn mặt quen thuộc hay là những khuôn mặt mới của các em thế hệ nối tiếp, hoặc là những người anh chị ca sĩ hải ngoại đã đóng góp trong chương trình? Mỗi một chương trình em thấy có một cái màu sắc khác nhau. Ngay cá nhân em vẫn thấy em vẫn có những cái ngạc nhiên nhỏ nhỏ của mỗi chương trình. Từng những khuôn mặt mới cũng như khuôn mặt không mới lắm nhưng có những cái đóng góp mới, thành ra mình thấy nó vui mỗi lần mà có mặt ở đó. Và nhất là những các em, có những em cá nhân em phải nói là em rất cảm phục đó là cảm phục cái tài nghệ rất hay của các em, với cái sự hồn nhiên, với cái tự nhiên, cái bản năng của các em và cái khả năng trời cho thiên phú. Các em thật là hay, thật là tốt trên sân khấu. Thì cái đó là cái mà làm cho mình vui và mình vẫn muốn đến và tiếp tục với sân khấu nhỏ. Vâng, xin lỗi Ngọc Diệp, anh Chính, trong chương trình này đó mình có những sự đóng góp của các nam ca nhạc sĩ. Đúng rồi. Mà trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thật sự ra sân khấu nhỏ, như anh Chính là người đã sáng lập ra theo cái nguyện vọng của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Thì sân khấu nhỏ đã kéo dài tới đâu rồi anh? Đã đi được tới đâu rồi? Sân khấu nhỏ năm nay là mình đã ở năm thứ tư rồi. Coi như là mình sắp sửa mình ăn mừng cái 4 tuổi đó. Kỳ này có lẽ là mình sẽ phải mời một người rất xa là Melina Nga Mi qua tham dự nữa nha. xong rồi đinh đóng cột rồi. 4 năm qua là mình đã trải qua một quãng đường cũng khá gập ghềnh, khá nhiều sóng gió, nhưng mà cho đến bây giờ ngày hôm nay thì có lẽ là sóng gió cũng đã qua nhiều lắm. Cho nên cái xuân 2016 này là mình làm, là mình cảm thấy giống như là cái gì đó rất là kỳ bí, nó rất là diệu vợ nó đến với sân khấu nhỏ. Cho nên mình ăn mừng cái 2016 với một cái chủ đề là Xuân Quỳ Diệu nhé. Bây giờ nắm kỳ diệu là quỳ diệu, mới nghe nó là quỳ diệu. Diệu à. cái chân quý của sân khấu nhỏ đối với ca sĩ Melina Nga Mi. Melina Nga Mi là một ca sĩ của sân khấu lớn chứ không phải nhỏ, nhưng mà cũng đến với chúng ta. Nếu mà không vì quý cái sân khấu nhỏ thì có lẽ là không đâu. Lặn lội từ đường rất xa bay qua đây,
mười mấy tiếng đồng hồ bay. Đúng rồi. Và phải bỏ bao nhiêu công việc ở bên kia để qua đây. Thì cái đó là mình phải nói rất là cảm phục cái lòng và cái tinh thần nữa. Những người như vậy đến với sân khấu nhỏ thì làm sao mà mình từ chối được, đúng không? Và ở bên đây mình cũng đang kêu gọi rất là nhiều những anh em nghệ sĩ nào ở bên này cũng như ở những nơi khác đó, mà muốn góp vào bàn tay giúp với anh em chúng tôi để thực hiện cái ý tưởng. Ý tưởng này là ý tưởng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang khi mà anh còn sinh thời. Anh muốn là những cái thế hệ về sau này, tức là những con em sinh đẻ ở bên đây mà vẫn tiếp tục duy trì nói được tiếng Việt chúng ta. Mà khi mà còn nói tiếng Việt thì văn hóa chúng ta còn. Đó cho tại sao mà nam nhân chúng tôi là có Julie, có Lily, có anh Nguyễn Bá Thành, có Thi Linh và chúng tôi đây. Năm anh em đã cố gắng trong gọi như gần 4 năm qua đã cố gắng lập được cái sân khấu nhỏ cho đến ngày hôm nay. Thì mong tất cả những anh em, những quý vị ở ngoài kia biết được, nghe ngóng đến sẽ đến tham gia và ủng hộ chúng tôi. Riêng cái chương trình Sân Quỷ Diệu này thì chúng ta có diễn giả là nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Và chúng ta có đoàn văn nghệ Lạc Hồng. Chúng ta có VRMA, cái trường dạy nhạc cho các em. Có gia đình tự lực, gia đình Vĩnh Ngữ tự lực. Chúng ta có liên đoàn hướng đạo, hướng Việt và thư viện Việt Nam toàn cầu đóng góp. Đó. Thì chắc chắn là không thể nào quên, cảm ơn được cảm ơn Đài Lưu Sản TV đã cho chúng ta lên ngày hôm nay và Nhật báo Người Việt đã cho chúng ta cái nơi để chúng ta sinh hoạt trong năm qua. Về ca sĩ thì chúng ta có Andy Lê, có Nam Chân, Kim Yến, Ngọc Diệp, Mạnh Hùng, chúng ta có Trúc Mai và Hoàng Đình Nguyên. Chắc chắn không thể quên được Melanie Gabi trong đây được. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà miễn phí cho nên anh em chúng tôi rất mong là quý vị đến sớm. Tại vì trong những chương trình vừa qua, những quý vị đã đến góp mặt từ suốt bao nhiêu năm qua, quý vị biết rằng thì là lúc nào cái hội trường người Việt cũng chật, không còn chỗ ngồi. Và vì thế chúng tôi nhắc nhở quý vị, đây là một chương trình miễn phí mà chúng tôi đã được sự bảo trợ của những mạnh thường quân mà lúc nào cũng đi theo để mà giúp đỡ cho chúng tôi. Những mạnh thường quân này mặc dù là chỉ đứng sau lưng anh em chúng tôi hỗ trợ, tuy nhiên nếu không có sự hỗ trợ của họ thì có lẽ là sân khấu nhỏ không có kéo dài được tới ngày bây giờ. Mặc dù họ không muốn nêu tên nhưng cũng xin mượn làn sóng này để cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến những người đã âm thầm hỗ trợ cho sân khấu nhỏ suốt 4 năm qua để mà chúng tôi có một cái ngân quỹ để mà chi phí. Tại vì một cái chương trình nào mình cũng phải có những cái chi phí, phòng ăn chính. Và như quý vị biết là trong vài năm qua chúng tôi nào là có những anh chị giúp nấu chè, nấu xôi, rồi làm bánh. Ngay cả Corner View cũng vậy, cũng làm bánh để mà cho chúng tôi bán thêm để mà gây quỹ để mà cho những chương trình kế tiếp. Đây là những cái tấm lòng mà nếu mà chúng ta không có một cái tấm cái trái tim thì chúng không thể nào đến được với nhau. Dạ vâng, thật là nhanh anh Chính, nói về cái chương trình thật là nhanh và điện thoại để liên lạc. Dạ, còn một tên ca sĩ nữa mà quên là ca sĩ Huệ Thi mà em bé đã lên trên đây nói chuyện với quý vị trước đây vài phút phải không ạ? Về chương trình thì cũng khá hấp dẫn, chắc có lẽ quý vị phải đến đó quý vị tham dự một lần, quý vị sẽ biết được như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là sẽ giữ quý vị từ đầu giờ đến cuối giờ nhé. Cảm ơn. Ngọc Diệp, thật là nhanh. Dạ, cảm ơn tất cả. Như chị nói là những mạnh thường quân, thật sự nếu không có những mạnh thường quân thì sân khấu nhỏ không được tồn tại đến hôm nay. Và cảm ơn tất cả những quý vị khán giả đã đến hỗ trợ cho sân khấu nhỏ. Chắc chắn nếu không có quý vị thì có lẽ sân khấu nhỏ cũng không có đứng, có chỗ đứng ngày hôm nay. Anh Đa xin mời tất cả quý vị đến. Đến không phải chỉ hỗ trợ tất cả các anh chị em mà đã góp tay làm nên sân khấu nhỏ, mà nhất là cho các em. Và cũng xin tất cả các bậc phụ huynh, những phụ huynh nào mà có các em mà có khả năng, năng khiếu đặc biệt, thì xin mời các phụ huynh dẫn các em đến. Chẳng biết đâu đây là một cái sân chơi mà để cho các em
từ đây mà phát triển và trở thành những một người tên tuổi sau này thì sao? Anh xin mời quý vị. Dạ vâng, một lần nữa chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 1 tại phòng họp Người báo Người Việt, Nhật báo Người Việt. Bắt đầu vào lúc 7 giờ. 6:30. 6:30, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu đúng giờ là 6:30, và vì thế xin quý vị đến đúng giờ hoặc sớm hơn để giữ chỗ cho chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và cũng như là xin cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp cho sân khấu nhỏ trong nhiều năm qua. Xin chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.